mấy cả nhà rồi. Hình như là số bạn phải đi rửa đi rồi. Đã số đâu à? Con để dưới anh trợ lý. Có phải cầm lên đây không hả thầy? Không cần. Nguyễn Trọng Tấn đúng không? Vâng. À, bạn này cũng phải tên Tấn không? Không. Đâu tên Tấn ở à, bên dưới. À, bạn này là Nguyễn Văn Linh đúng không? Vâng. Vâng. Ngoài thầy giải xong rồi thầy đóng lại. Đúng chứ. Thế là đóng cả nhà. Đóng cả ba mẹ con. Bình tĩnh. Thầy xem lá số giờ sinh của mẹ đã. Có nghĩa là tóm lại là không nhớ. Thầy đang truy tìm đây. Cô có mấy đứa con? Được hai cháu rồi. Hai trai à? Vâng. Thằng này mới thằng lúc làm nghề gì? Cháu ở nhà đi làm giày da thôi. Mình cơ? À, ở nhà đi cấu rau, bán rau thôi. Bán rau à? Chồng làm nghề gì? Chồng thì nói thật là mất rồi. À, thế à? Bán lâu chưa? Mất được 9 năm nay. Thế người ta có đồn là trong nhà đất nhà mình có vong nữ toàn bắt con trai không? Vâng. Đúng không? Có nghĩa là... Cô sinh vào giờ dần. Gò má nó mới cao như kia. Nhưng mà hóa cao không phải sắp chồng đâu. Nhà nhà mình có vong tàu. Có nghĩa là cũng đi xem nhiều chỗ thì họ bảo là hợp cả quốc hợp quan. Vong nữ tàu đấy là hết bắt đàn ông này bắt đàn ông khác. Dạ. Bắt bố rồi bắt con. Dạ. Nghĩa bạn. Là đi xem thì họ bảo là bắt lên bố xong rồi hợp cả thằng con nhớ thế. Đúng rồi, đang bị bắt nốt thằng này. Dạ. Thì nhờ thầy giúp. Anh nhìn trong lá số này thầy thấy. Dạ. Cô là cung chồng có sao, triệt chồng đi sớm. Cung đất có cô thần đại hao, nên ở trên đất thì chỉ phá tái phá sản mới chết thôi. Nên là phải giải họ đi. Cô thần đây là một trong nữ. Vong này là phá tài, phá tiền, bắt người. Chỉ mà vong tàu nữ thì bắt người thôi. Vong nữ, vong tàu có nghĩa là người tàu ngày xưa đấy. Người tàu đấy. Nhà cô ngày xưa người tàu ở đấy không mà lại có vong tàu đây. Cũng không biết nữa. Nhưng mà đi xem thì nhiều chỗ họ cũng gọi là có vong tàu. Đúng rồi. Như thầy ghi vào lá số bạn kia đi giải vong tàu đi đấy. Có hai thằng con trai này. Vâng. Hình như cô cũng bị sấy bắt một đứa con nữa này. Vâng. Vong thần với tiểu hao này. Vâng. Đấy. Rồi tài bạch thì có cơ lương miếu địa nhưng mà vì ở trên đấy có vong nên tiền cũng chả nhiều được này. Vâng. Thân cái quan lộc thì làm lụng suốt ngày này. Cô hỏi thầy việc gì không hay chỉ giải vong tàu đi thôi? Thì có nghĩa là thôi thì cứ nhờ thầy giúp giải cái vong tàu đi. Thì là... Thầy yêu lá số bạn kia rồi. Vâng. Chỉ giải vong tàu thôi. Là cái số lá số mình nó hết đi thôi. Thế giải vong tàu vậy thì có giải ngay giờ hay đến đến chiều thầy? Thầy xuống đăng ký với trợ lý thầy, thầy cũng giải rồi. Vâng. Bữa cháu xuống đăng ký rồi, nộp tiền rồi. Chiều thầy đó, giải đó. Vâng. Còn có giải vậy thì có nhanh không thầy? Nhanh. Có cầu siêu cho bé đỏ nữa thì cầu siêu thôi. Dạ, mình thì... mình có con của mình ấy. À, thôi thì cũng không biết mà cũng không cầm đủ tiền. Thầy ghi vào đấy cho biết. Dạ. Nhà mình chỉ cần giải mỗi cái đấy thôi. Dạ. Còn có giải thêm thì sau này giải cái sau cô con cái nữa nhá. Dạ. Thôi thì còn vong tàu thì chiều thầy giải cho. Vâng. Dạ. Có nghĩa là giải xong rồi này là thầy đóng vào rồi có nghĩa là nó không vào được nữa. Đúng chưa? Dạ. Thôi thì nhờ thầy giúp. Thoát luôn. Dạ. Chiều thầy gọi họ lên được chưa? Thầy cũng hỏi ba cả ba mẹ con. Thì vong tàu thì nó ở trong cái đất đấy, họ đi rồi thì ba mẹ con tỉnh táo chứ sao? Thì có nghĩa là cũng một cái mảnh đất đấy thôi mà. Ừ. Thì có nghĩa là nhà trên, nhà dưới. Tôi ở nhà trên, cháu ở nhà dưới. À. Đó, thầy sẽ ưu ái, giải hết. Vâng, thôi thì nhờ thầy cố gắng giúp đỡ. Cười từ bây giờ đi là vừa đấy. Nó hay về dọa mình không? Nó hay dọa mình không? Có nghĩa là hôm đâu rồi thì cũng vác gối lên trên nhà ngủ. Sợ không dám ngủ dưới nhà dưới. Ban ngày thì người khác mà tối đấy, người khác. Có nghĩa là tối là nó có nghĩa là vợ chồng thì lấy nhau được mấy năm là có đứa con là năm nay cháu học lớp 2 rồi thì là vợ chồng ly thân hơn một năm nay rồi có ở với nhau đâu thì bà này vong theo thì ai mà ở có nghĩa là tối đến thì mấy lần vác gối lên nhà thì tôi không biết là tôi cứ đuổi xuống có nghĩa là giận không dám ngủ dưới nhà dưới thì không có chỗ ngủ thì bắt buộc phải ngủ dưới nhà dưới là vợ chồng giờ có ở với nhau đâu thế bị như thế này thì bao lâu rồi phải mấy lâu mấy năm này thế à sau khi bố mất thì bị à có nghĩa từ hồi lấy vợ à
cảm thấy từ hồi lấy vợ. Thì bố mất năm bao nhiêu? Ma nhập thì năm mấy tuổi? Mười mấy tuổi em ma nhập? Còn nhà bố? Tôi mất năm nay phải 9 năm rồi. Cái chết của ông như thế nào? Nó chết thì điện giật ở trong bể. Trong bể? Trong nhà mình luôn? Vâng, tại đám đất ấy luôn. Kinh quá. Vâng. Ngày xưa, không sao ngày xưa thầy cách đây mấy tháng thầy có vào Vĩnh Long. Đã. Thầy ngủ một cái nhà, cái resort đấy, cũng ông chủ nhà bị điện giật chết đấy, cả đêm thầy không ngủ được. Đã. Thế là bị thế là ông ấy lên ông nói chuyện với mình là tôi chết đây. Đã. Tôi bị chết điện giật, nó không siêu thoát được. Giờ thầy siêu thoát. Từ lúc siêu thoát ông mình mới ngủ được. Thế là có nghĩa là tóm lại là nhà tôi bị điện giật đấy là cũng ma tấu quá này. Không được về. Chết trong được tuần 49 thì đi xem thì gọi đúng lắm, gọi như trong nhà luôn, họ là bị ma tấu nó bắt làm vợ này. Thế nhưng mà xuống thì lại ông này ông khôn ngoan danh ma thì nó không bắt làm chồng được, thì có nghĩa là nó lại hợp với thằng con nhớ này. Thế họ hay hay nói gì với mình? Nói nhảm à? Có thích nói yêu mình không? Có nghĩa là tóm lại là chắc là đêm đó ông vào ngủ ấy là có nghĩa là cũng giận, không có thấy thấy cô gái mà. Thấy cô gái ngủ cùng mình không? Thấy nhưng mà kiểu nói chuyện rủ dê xuống gặp phủ chơi à? Chắc là nói chuyện chuyện gì à? Có nghĩa là nói chuyện gì là không nhớ nữa. Thế đi lễ bao giờ đâu chưa? Nghĩa là cháu chưa đi, không đi lễ ở đâu cả. Yeah. Nhưng mà không hiểu vì sao mà cháu cứ làm, có nghĩa là cứ công ty nhiều nhất là chỉ được 3 tháng thôi. Xong rồi nửa tháng đi 1 tháng là có nghĩa là các loại công ty, không còn thiếu công ty nào. Thì nhìn bạn ấy người âm theo này thì ai mà làm được. Mà cứ về cứ kêu lóng ruột thôi. Thế tại sao biết thầy? Không hiểu nữa. Nghe đâu không biết. À bạn thầy giải phóng tàu ở Hải Phòng hơi bị nhiều rồi. Thì may sao mà cũng biết chỗ thầy đây mà ra thầy giúp đỡ cho thì tốt quá. Thế chiều nay thầy sẽ xử lý. Ở xuống ăn chơi đi xong rồi lát thầy gọi thầy giải nhá. Giờ có thể cầm cái giấy này xuống không thầy? Cầm lắm. Mình không thầy cứ cầm thôi, cầm đấy lá số của mình. Biết mình sinh giờ nào, mình sinh giờ dần. Dần ngày 7 tháng 10 dương lịch nhá. Cái tờ của